Chào tất cả các bạn, mình là Hà Sirius. Ngày hôm nay mình sẽ reaction clip Jurassic World Dinosaurs Battle Royale. Có thể dịch là trận chiến sinh tồn của khủng long trong vũ trụ Jurassic World. Clip này đến từ kênh Mega T-Rex Animations. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Đây mới đang là cái intro rồi các bạn. Jurassic Saga Battle Royale. Tất cả những con khủng long sẽ đánh với nhau xem cuối cùng ai là người trụ lại sau cùng. Hàng triệu năm trước, là bò sát có tên là khủng long đã thống trị trái đất. Thằng lằn khủng khiếp. Nghe như là phim tài liệu ấy nhỉ. À không, anh ấy cho dừng tivi lại rồi. Để xem con nào sẽ thắng. Có nghĩa là anh chàng này sẽ thiết lập để tất cả những con khủng long chiến đấu với nhau. Chỉ để xem con nào sẽ thắng. Khá là tàn bạo. Còn gì đây? Rexy à? Đây chắc là Spino. Đây là Giga. Và cuối cùng chính là Indominus Rex. Bốn con khủng long thuộc dạng mạnh nhất ở trong vũ trụ đó đều đã có mặt. Đây là Herrerasaurus, một con khủng long khá lạ. Đây là Yoshi, một con Chike. Đây là Stegosaurus. Đây là Cotno và Dilophosaur. Đây là Buck. Đây là Stegoceratops. Đây là Ultimosaurus, Big One, Raptor, Malusaurus và Allosaurus. Đây là Asset 87. Còi báo hiệu làm Spino bực mình. Bỏ trốn à. Một con Parasaurolophus cũng bực mình vì nghe tiếng còi báo hiệu. Đây là con Yoshi các bạn, đã giới thiệu lúc nãy. Khá là cục xúc. Yoshi hút ngã luôn cả cái thùng. Scorpiosaurus, một con khủng long rất nguy hiểm. Ngoại hình rất là xấu xí và kinh dị. Ngoại hình rất là xấu xí và kinh dị. Đây là Stegoceratops. Nó cũng nhanh chóng phá hủy cái còi. Indoraptor, một con khủng long nổi tiếng là khôn ngoan, thích dùng mưu kế. Lại nghe tiếng còi. Ồ, có gì dưới? Có vẻ như là một một vật như là kim loại. Chứ không phải chỉ có đất. Ồ, ra là một cánh cửa ngầm. Chui xuống không? Ồ, Thanin Scorpio Stress cũng theo sau rồi. Đây là Buck. Ồ, còn đây là con khủng long gì mình cũng không rõ. Nhưng có lẽ chúng sẽ đấu với nhau. Hỗn chiến.
Wow, cũng to gần bằng Buck. AC87 thì đang chiến đấu với lại Terry. Đây là có Corradon, còn đây là Ultima. Con bên trái là Malusaurus, còn cái con màu vàng thì mình không biết. Nhưng chắc là cũng có xuất hiện trong game hoặc là gì đấy. Bớt với kích thước lớn hơn thì có lẽ khỏe hơn. Chắc là sẽ thắng thôi. Yoshi đã nhanh chóng hạ gục một con hai sừng. Đây là Demon Colonel. Con khác nào rất quen thuộc với chúng ta. Ồ, nó đang bị tấn công bởi một con khát nâu màu xanh. Đây là Saibi khát nâu. Con khát nâu có khả năng tàng hình các bạn ạ. Đây là Raha. Khá là to lớn và đồ con. Sau khi Demon bị hạ gục thì là trận chiến tiếp tục giữa hai con này. Saibi. À, tính dồn vào góc để có thể phòng thủ tốt hơn. Một chiến thuật khá là khôn ngoan. Nhưng nó vẫn khá là bị động. Địch ngoài sáng, còn ta thì trong tối. Cô lâu mình nói hơi ngược. Địch trong tối, còn ta ngoài sáng. Vậy là Raha đã giành chiến thắng. Ồ, bốn con Raptor. Đây là Blue. Bốn con ở cho Raptor các bạn. Một mình Blue thì e là không đấu lại tụi nó đâu. Chúng ta chờ xem có thêm ai không. Đây là Score. Oh, Score. Đây là William. Cũng là một con Raptor có gai trên đầu. Đây là Novel Raptor. Nhìn cứ như con hổ vậy. Đây là Ghost. Còn cho Raptor có màu trắng. Ghost có nghĩa là ma đó các bạn. Bọn Raptor đang tạ xung hữu đột với nhau. Novel Raptor đang chiến đấu với Ghost. Còn đây là ba con ở cho Raptor khác thì mình không phân biệt được con nào với con nào. Tại vì chúng có ngoại hình khá giống nhau. Wow, Score đang tỏ ra rất mạnh. Là mình liên tưởng đến con Night Feeder. Score thì đúng như tên gọi của nó, có một vết sẹo ở chỗ miệng. Wow, con này chiến đấu cứ như trong game ấy các bạn. Oh, một kẻ khác lại can thiệp, đó là một con khủng long ăn thịt. Không rõ tên. Nhưng nó ngay lập tức bỏ đi. Ghost đã hạ được con Novel Raptor. Bây giờ thì nó sẽ chiến đấu tiếp với cả Score. Hai đánh một à? Cho Raptor đang gọi hội. Bài mưu tính kế gì đấy. Nhưng mà thanh niên Score có vẻ không ngán. Chúng mày có giỏi thì xông vào đây. Mà chấp hết. Wow, biết cầm ném luôn. Wow, Score chiến đấu rất hay.
nhưng nó đã bị con Ghost nhảy lên. Wow, score rất mạnh so với kích thước của mình. Nhanh chóng đánh bại một con ở trong Raptor. Cái kiểu bước đầu là mình liên tưởng đến trận chiến ở trong Twilight các bạn. Bước rất là dễ dàng. Làm trò gì vậy? Có vẻ như cuối cùng score dù rất mạnh mẽ cũng đã bị hạ gục bởi Ghost. Còn cho Raptor có màu dù bạch tạ. Nhưng vẫn còn những con Raptor khác. Trận chiến không chỉ có như vậy. Chính là Blue phải không? Đây Blue nãy bị cào hai phát. Nhưng vẫn còn sống. Hả? Hai con thiết đầu công vào nhau rồi. Một con Stegimorlock đã đóng vai trò như một đạn lạc và văng trúng vào con Ghost và giết luôn con này. Ơ, hình như vừa rồi là con Giga đã giết một con thiết đầu công. Mất à? Con gì lớn vậy? Không phải, hình như là luật gần xe thôi, xe gần thôi. Đây là Bull. Bull T-Rex. Thanh niên đã bị hạ gục dễ dàng bởi Spino. Ta chờ xem ở trong phiên bản fanmade này thì Bull sẽ thể hiện được gì. Hay cũng dễ dàng bị hạ gục như trong phim. Ta thấy là Bull nhỏ hơn một tí so với Buck. Đến ra là hai con có ngoại hình khá giống nhau. Buck thì trông có vẻ tươi sáng và sắc nét hơn, rực rỡ hơn so với cái sự nhạt nhòa của Bull. Buck đã lợi dụng vừa tấn công mà vừa làm nứt cái thùng container này. Hai bảy con còn sống. Trận chiến sẽ tiếp tục. Trong khi đó thì hai thanh niên xài hệ tay dài, móng vuốt dài đang chiến đấu với nhau. Terry có vẻ như đang áp đảo. Rõ ràng là móng vuốt của nó dài hơn. Spino có vẻ như đang lùi dần. Cái này thấy quen quen nha. Cũng là dụ Therizinosaurus tấn công vào một cái vị gì đó, xong rồi bị dính cái tay vào, xong rồi Spino đang đóng vai quanh ai các bạn ạ. Ở trong phim Dino King thì One Night cũng sử dụng chiến thuật tương tự. Indoraptor thì đã chui vào trong. Scorpius cũng theo sau. Trong khi Indoraptor muốn khám phá thì con Scorpius chỉ muốn chiến đấu với Indoraptor thôi. Hai mục đích hoàn toàn khác nhau. Ơ, Spinoraptor là Spinolife với lại Raptor. Novel Dilophosaurus. Có cả Smilodon và Herrerasaurus, Tyrannosaurus nữa. Wow, toàn những con lạ lạ, cả thú này. Zep vào đâu? Rolock Giga, Rexy, Rexy giờ mới xuất hiện. Gì đây?
Một con Ceratopsian. Thứ gì trong đó vậy? Resty cũng đang ngạc nhiên. Mình có nên mở ra không? Nếu là một đối thủ mạnh thì sẽ là một nước đi vào lòng đất đấy con ạ. À. Ồ, Superman à? Resty hoảng quá chạy rồi. Ồ, là quan nhai các bạn ạ. À. Mới nhắc quan nhai, nãy thì quan nhai đã xuất hiện. Con khủng long đến từ vũ trụ Dino King. Được đánh giá rất cao trong giới khủng long. Có độ bền rất ấn tượng. Đây là Malusaurus đang chiến đấu với một con T-Rex màu vàng. Vàng và hơi xanh ở trên. Ultimasaurus, khủng long tối thượng. Ares tàng hình xong lại bật form rồi. Malosaurus là một con khủng long đáng lẽ sẽ được ở trong Jurassic World nhưng mà người ta đã thay thế nó bằng Indominus Rex. Có nghĩa là Malu sẽ không bao giờ được xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện ở trong các phiên bản fanpage như này thôi. Wow, mà lù cũng rất khỏe. Chiến đấu ngang kèo với cả Uchima. Mình đoán nó cũng là một loại khủng long lai nào đó. Ô, đây là Thor. Ở trong giới khủng long thì cũng có Thor xuất hiện cùng với sấm sét. Nhưng nó là một dạng hybrid, là giữa một con có lẽ là T-Rex và một con khủng long ba sừng nào đó. Một trận chiến trong quá khứ chăng? Flashback các kiểu. Malusaurus đã từng bại trận và bây giờ nhớ lại. Cần phải trả thù. Thanh niên có cái tên rất kêu là Thor là bị hạ gục dễ dàng bởi khủng long tối thượng. Khủng long tối thượng thì công thủ đều rất mạnh. Nhưng trong một phút bất cẩn thì anh ấy đã bị thanh niên Malusaurus đánh lén. Anh ấy gầm lên trong chiến thắng. Chỉ để bị đánh lén bởi một con khủng long khác. Một con Stegosaurus à? Sao mày dám đánh lén tao? Vì mày cũng đánh lén người ta. Malu đã bị hạ khá dễ dàng. Yoshi hạ luôn con đấy rồi. Đây là Motom Rex. Một con khủng long Rex nhìn rất lực. Dạ, khủng long hệ phép rồi. Omega 09. Nhìn những con Delveho ở bên Monster Hunter ấy các bạn. Hai con khủng long lai được biến nhìn rất lực đang chuẩn bị đối đầu với nhau. Nó biết bắn chửa các kiểu này. Ta chờ xem con nào mạnh hơn nhé. Hả? Pichu Kamezoko à? Thằng kia thì đã bật hai cây vũ trang để phòng thủ rồi. Hả? Mạnh thế. Bay ra ngoài vũ trụ luôn rồi. Mạnh quá nhờ. 18 con còn sống. Con khủng long không rõ lai lịch đã bị giết dễ dàng. Bị đánh hội đồng. Pyroraptor cũng đã bị Ender làm thịt. Còn thanh niên Scorpia thì có sở thích là cà khịa Indoraptor. Nhưng mà Indoraptor có vẻ như không không muốn chiến đấu với con này lắm.
Indoraptor chỉ muốn làm những chuyện riêng của nó mà thôi. Sao nãy giờ mày cứ đi theo tao vậy hả? Rỗi hơi à? Scorpius thì lại bị mất tập trung và lại chuyển mục tiêu để tấn công rồi. Thanh niên Indoraptor trong này cứ như thám tử ấy các bạn. Nó lại bị Scorpius bám đuôi nhưng lần này đã đẩy đi thành công. Asset 87. Asset có nghĩa là báu vật. Báu vật số 87. Spino đang tính di chuyển bằng đường thủy. Resty đã tìm thấy đối thủ mới của mình, đó chính là Yoshi. Con Chike có cặp sừng khá dài. Còn đọ sức với nhau. Resty đang tấn công khá chủ động. Có vẻ như phần thắng sẽ thuộc về Resty. Messi gầm lên trong chiến thắng. Ở trong này thì có vẻ Messi không quá già như trong phim. Nhưng Messi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, đó là không chịu kết liễu đối thủ. Lẽ ra mày nên nhắm vào đầu con ạ. Bị đâm trúng ít hầu rồi. Bị đâm trúng ngay vùng trọng yếu cho nên là Racing Group gục ngay tại chỗ. Nhưng thanh niên Yoshi thì cũng chết luôn. Ultimosaurus. Nhìn nó khá giống con rồng. Nhưng Ultima đã bị hạ gục bởi Mosasaurus. Argentinosaurus. Iris. Còn bên cạnh là Rhinoceros. Có lẽ Iris sẽ để cho hai con chiến với nhau. Còn mình như ngư ông đắc lợi. À không, nó sẽ chiến đấu với Ankylosaurus. Argentinosaurus có vẻ to con hơn và nó đã chiếm ưu thế. Anky vừa cho Iris vêu mồm bằng cái chùy của mình. Cái gì vậy? Ai đấy? Thứ gì đã giết Anki vậy? Argentinosaurus thì ngã vào Iris và giết luôn Iris rồi các bạn. Một cái chết khá lãng xẹt. Iris bị đạn lạc và chết. Một thanh niên Giga đã bị hạ gục bởi một thanh niên Giga khác. Có lẽ là Biosyn Giga đã giành chiến thắng trước Prolog Giga. Còn này là Corcorodon Tosaurus. Vừa giới thiệu xong thì anh đã bị phục kích bởi Asset 87. Một thịt chiêu mà chúng ta chỉ thấy trong game và Corcor ngay lập tức bị hạ gục bởi báu vật 87. Đúng không phải nhân vật chính thì chỉ có thua thôi. Thanh niên Z Giga đã bị hạ gục bởi Bug bằng cách đẩy xuống vực.
Nhưng bớt cũng bị hạ gục liền ngay tấp lự bởi quan ngai. Lửa đã nổi lên rồi, có lẽ là do sét đánh. Trận chiến tối thượng sắp xảy ra giữa báu vật 87 và quan ngai, hay còn gọi là một mắt. Trận chiến cuối cùng, Final War. Có lẽ One Night sẽ áp đảo về sức mạnh chăng? Resty vừa nhìn thấy One Night thì đã phải chạy rồi. Spino, ít nhất thì Spino đã không bỏ chạy. Wow, Spino đang tính bẻ cổ. Đã vào thế rồi, One Night liệu có đập tay xin hàng hay không? Nó đã thoát ra bằng một cách nào đó. Spino đã bị hạ rồi. Người chiến thắng trong trận này là One Night. Lại gầm lên trong chiến thắng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, nó lại bị đâm bởi một con gì đấy. À, một con mà chưa xuất hiện thì chắc là Stegoceratops. Một thanh niên thì chỉ biết lợi dụng cơ hội để xuất hiện thôi, cũng chứ cũng không hay ho gì cho lắm. Indoraptor đã giết tên chủ mưu. Còn đây là Godzilla bị vệt máu dính vào. Gì đây? Ngoài vũ trụ à? Nhạc như kiểu là trailer của phim Godzilla các bạn. Phải chăng là một trận chiến Battle Royale giữa các Kaiju, giữa các Godzilla? Có cả Bagan này, Destroyer này. Quả nhạc rất là hùng hồn, nghe rất là quen thuộc. Let's start. Một con khủng long như vậy mà lại cười như vậy. Ý mình là một con Kaiju như vậy. Tác giả rất biết cách câu kéo người xem. Hello, giới thiệu một clip khác. Coming soon. Chắc là mình phải nghiên cứu xem clip đó là như thế nào. Một trận chiến có nội dung khá ấn tượng, khó đoán, dù chất lượng đồ họa của nó cũng khá là thường và đơn giản thôi. Theo mình nó vẫn khá cuốn hút và đáng xem. Lần tới thì mình sẽ tiếp tục làm trận Battle Royale giữa các phiên bản T-Rex khác nhau cũng của kênh này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Đây là quả áo Raptor Blue mà mình mới đặt về. Chất lượng của nó khá tốt, vải mặt mát, hình ảnh rõ nét. Nếu các bạn thích có thể mua để ủng hộ mình nhé.